Bữa nay mình học bài kim tiền với ha, là nó đủ qua ba bài lưu bình kim ha, là lưu thủy đoạn, bình bán dáng, kim tiền với ha. Giờ mình tập học bài kim tiền với ha. Câu 1. Câu 1 ha. Từ đầu.
Lát có gì bác tập lại cho cái em về cũng coi lại trên YouTube nè. Đẩy lên nữa ha, đẩy lên nữa này. Thank you.
Chào các bạn.